Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa phán cùng các môn đệ rằng: Các ngươi đã nghe dạy, ngươi hãy yêu thân nhân và hãy thù ghét địch thù. Còn ta bảo các ngươi, hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các ngươi. Hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa các ngươi. Để như vậy, các ngươi nên con cái cha các ngươi đứng ngự trên trời, người khiến mặt trời mọc lên cho người lành kẻ dữ và cho mưa xuống trên người liêm khiết và kẻ bất lương. Vì nếu các ngươi yêu thương những ai mến trọng các ngươi, thì các ngươi được công phúc gì? Các người thu thuế không làm thế ư? Nếu các ngươi chỉ chào hỏi anh em các ngươi thôi, thì các ngươi đâu có làm chi hơn. Những người ngoại giáo không làm thế ư? Vậy các ngươi hãy nên hoàn hảo như cha các ngươi trên trời là đứng hoàn hảo. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Anh chị em thân mến, việc trả thù được coi như là một nghĩa vụ cần thiết. Nếu như chúng ta xem trong các bộ phim Tàu, phim Hồng Kông hay các điện ảnh bây giờ, bộ phim càng gây cấn khi người ta tạo ra sự thù địch giữa hai phe càng lớn. Và giải quyết thù địch là khi bộ phim kết thúc, là khi một bên được trả thù cho chính mình. Thế nhưng tin mừng hôm nay là lời dạy đỉnh cao của Chúa Giêsu cho những người môn đệ: hãy trở nên hoàn hảo như cha trên trời, là đích điểm và là cùng đích của mỗi người Kitô hữu chúng ta. Cái cần hoàn thiện, cái mà con người muốn hoàn hảo, là khi chúng ta biết từ bỏ đi cái tham sân si của chính mình, để có thể thực hành yêu thương và tha thứ một cách trọn vẹn, một cách như không, như gương mẫu của chính Chúa Giêsu đã sống. Tình yêu ở đây không còn là chuyện của cảm xúc, không còn là chuyện của sở thích hay của cảm giác, nhưng đó là một lựa chọn, một lựa chọn của ý chí, một hành vi đầy tính nhân linh. Tình yêu đó mang ý nghĩa của sự agape. Mỗi một người chúng ta cần phải luôn luôn nhớ rằng tất cả chúng ta đều là thụ tạo của Thiên Chúa, đều được Thiên Chúa dựng nên, và Thiên Chúa vẫn luôn luôn hằng yêu thương các thụ tạo do chính Ngài tạo nên. Dù con người đó, dù thụ tạo đó có xấu xa, có tội lỗi đến đâu, như vua Achab trong bài đọc 1 mà chúng ta vừa nghe. Ông đã phạm tội thầy đình, nhưng ông đã ăn năn và muốn quay trở về với Chúa, thì Thiên Chúa vẫn luôn luôn sẵn sàng để tha thứ cho ông. Thì thử hỏi, chúng ta là gì để mang lấy thái độ thù ghét, hận thù với anh chị em của mình? Trở nên con cái của Thiên Chúa là cha chung của mỗi người chúng ta, là khi chúng ta mang lấy những tâm tình sâu kín của một trái tim của một người cha, để chúng ta sẵn sàng nhìn người khác bằng một ánh nhìn khác đầy bao dung hơn, cư xử với người khác bằng một cung cách mới hơn, để không ai là kẻ thù của tôi và tôi sẽ không phải là kẻ thù của một ai khác, nhưng tất cả đều là anh em, là bạn hữu trong tình yêu của Thiên Chúa là Cha. Đó là điều mà chính Thầy Giêsu đòi hỏi nơi mỗi người chúng ta, là những môn đệ, là những người bước theo Thầy Chí Thánh. Chúng ta phải làm hơn những người khác, phải vượt lên trên tình cảm của tự nhiên đang lôi kéo con người xuống với sức nặng của sự ích kỷ cá nhân, của sự nhỏ mọn, của tự ái, của kiêu căng, để đi vào chiều sâu của trái tim của Thiên Chúa, để mỗi một ngày chúng ta trở nên hoàn thiện hơn.
Chính Thiên Chúa là tình yêu đích thực, là niềm vui vô tận, là điểm đến và là niềm bình an cho mỗi người chúng ta. Mỗi khi chúng ta cảm nhận được sự bình an, sự tha thứ, niềm vui và sự bình an đích thực của Thiên Chúa, chúng ta mới có thể sẵn lòng mở lòng mình ra để thoát đi con người nhỏ nhen ích kỷ của mình, để trở nên anh em, chị em với mọi người, để sẵn sàng tha thứ và yêu thương họ một cách nhân không. Anh chị em thân mến, hai bài đọc kinh thánh hôm nay dạy cho chúng ta biết có hai lý do chính mà chúng ta không cần phải báo thù. Trong bài đọc thứ nhất trích từ sách Các Vua Quyền thứ nhất cho chúng ta biết rằng Thiên Chúa là người sửa phạt những kẻ làm điều ác. Chúng ta không cần phải báo thù. Sau khi vua Acab và hoàng hậu Jezebel lập mưu chiếm đoạt vườn nho của Naboth, Chúa đã sai tiên tri Elia tới để tuyên án phạt cho vua Acab và hoàng hậu Jezebel. Hoàng hậu sẽ bị chó ăn thịt trong cánh đồng Jezreel. Hậu vệ của nhà Acab sẽ bị xóa sạch. Và ai thuộc về Acab mà chết trong thành thì sẽ bị chó ăn thịt. Người chết ngoài đồng sẽ bị chim trời rỉa thay. Và trong bài tin mừng theo Thánh Matthew, Chúa Giêsu đòi các môn đệ của Ngài phải trở nên trọn lành như Cha ở trên trời là đứng trọn lành, bằng việc yêu thương, tha thứ, cầu nguyện và làm ơn cho kẻ thù, bởi vì tất cả là con cùng một Cha trên trời. Thưa anh chị em, theo cách cư xử thông thường của người đời thì yêu bạn và ghét kẻ thù. Nhưng đối với chúng ta, Chúa Giêsu dạy chúng ta phải noi gương Chúa nhân lành, sống khoan dung và cư xử đại lượng với hết mọi người. Ngài cho mặt trời mọc lên và mưa xuống cho người lành cũng như kẻ dữ. Thưa anh chị em, chúng ta là con cái của Chúa, là môn đệ của Chúa. Chúng ta phải làm như Chúa đã làm. Chúng ta phải yêu thương, giúp đỡ, cầu nguyện, chẳng những cho thân nhân bạn hữu của chúng ta mà cho hết mọi người, kể cả những kẻ thù, những kẻ làm khổ, làm hại chúng ta. Hãy yêu kẻ thù. Đó là lệnh truyền khó thi hành nhất trong các lệnh truyền của Chúa Giêsu. Thế nhưng sứ điệp lời Chúa hôm nay cho chúng ta biết được Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy nên trọn lành như Cha trên trời là đứng trọn lành. Lời mời gọi này như là một lý tưởng để sống, là nẻo đường để chúng ta đi. Nhờ đó mà chúng ta trở nên con cái của Cha trên trời. Với lời Chúa dạy hôm nay, xin Chúa đổ tràn trên chúng ta tình thương của Chúa, để mỗi người chúng ta được giải thoát khỏi tình yêu ích kỷ, hạn hẹp, tính toán, mà sống quảng đại yêu thương tất cả mọi người, ngay cả những kẻ chống đối và có ác cảm với chúng ta. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, thổ dân Nam Phi có tương truyền một câu chuyện. Hai người thổ dân thù ghét nhau.
Một người trả thù bằng cách chặt đứt hai ngón tay của người con gái của kẻ thù, rồi reo lên: "Ta trả được thù rồi." Sau này, người ấy không may phải đi ăn xin, và ông ta đến ăn xin nhà cô bé năm xưa. Cô gái nhận ra ông. Cô lấy thức ăn thiết đãi người hành hạ mình năm nào. Khi người đàn ông ăn uống no nê, cô gái liền đưa bàn tay cụt hai ngón ra và nói: "Tôi cũng trả được thù rồi." Kính thưa quý ông bà anh chị em, cô gái cụt tay đã trả thù kẻ làm hại mình bằng tình thương yêu tha thứ, bằng lòng bao dung. Không một sự trả thù nào khôn ngoan hơn cách ấy. Cô đã lấy ân báo oán, lấy tha thứ trả hận thù. Đó cũng chính là điều mà Chúa Giêsu dạy chúng ta trong bài Tin Mừng hôm nay. Hãy yêu thương kẻ thù. Anh em hãy nên hoàn hảo như Cha anh em trên trời là đấng hoàn hảo. Khi trình bày về sự công chính của người môn đệ, thì Chúa Giêsu đưa ra những lời khuyên bảo: hãy yêu kẻ thù, chớ trả thù, đừng thề thốt, đừng ly dị, chớ ngoại tình, đừng giận ghét. Và tất cả những điều đó được tóm tắt bằng một câu duy nhất: anh em hãy nên hoàn hảo như Cha anh em trên trời là đấng hoàn hảo. Nhờ tuân giữ các điều răn mà con người nên hoàn thiện, nhưng phải giữ những điều đó theo tinh thần và sự giải thích của Chúa Kitô. Có như thế, người môn đệ mới thực sự xứng danh là con cái Cha ở trên trời, đấng soi sáng cho kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất lương. Bài học lớn nhất và cũng là dấu chỉ của người môn đệ đó là lòng bao dung tha thứ. Hãy yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, đấng ngự trên trời. Cầu nguyện chính là dấu chỉ chắc chắn về sự bao dung tha thứ. Và lý do thứ nhất phải tha thứ và yêu thương: vì tất cả đều là con cái một Cha trên trời, đấng hằng thi ân giáng phúc cho tất cả mọi người. Người cho mặt trời của người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Kính thưa quý ông bà chị em, trong cuộc sống không thể tránh khỏi những mâu thuẫn bất đồng. Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta biết tha thứ xót thương, nhất là đối với những người sống tề bạc với chúng ta. Có như thế chúng ta sẽ trở nên những người môn đệ chân chính của Chúa, và qua đó tất cả mọi người sẽ nhận ra chúng ta chính là những người môn đệ của Chúa, và đó chính là việc loan báo tin mừng hữu hiệu nhất. Amen.